tăng trưởng tín dụng tại thành phố Hồ Chí Minh gần gấp đôi cả nước. Xăng dầu tăng giá, nhiều tàu cá ở tỉnh Quảng Ngãi phải nằm bờ. Chính phủ nhiều nước trên thế giới nỗ lực giảm thiểu tác động của lạm phát. Đó là một số thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian đồng hành với bản tin. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cho bán trên thị trường quốc tế giữ vững đã tăng với mức tăng nhỏ nhưng mà ổn định 5 đô la Mỹ mỗi tấn đối với gạo 5% tấm và gạo 25% tấm. Sau khi điều chỉnh tăng, giá gạo 5% tấm của Việt Nam bán ra ở mức là 418 đô la Mỹ mỗi tấn, gạo 25% tấm cho bán với giá là 393 đô la Mỹ một tấn, gạo 100% tấm giữ nguyên ở mức là 338 đô la Mỹ mỗi tấn. Tại thị trường trong nước, giao dịch lúa gạo khá là ổn định, Hiện tại giá gạo nội địa tăng nhẹ dù lượng gạo nguyên liệu về nhiều các kho tăng cường nhập vào. Giá gạo tăng cũng hỗ trợ cho giá lúa tăng thêm khoảng từ 100 cho đến 200 đồng mỗi ký. Hai thị trường có hiệp định thương mại tự do FTA với Việt Nam là CPTPP và EVFTA đã tiếp tục trở thành bệ đỡ cho ngành thủy sản xuất khẩu của Việt Nam trong 2 tháng qua với kim ngạch tăng trưởng cao. Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản trong tháng 2 năm 2022 tiếp tục đã tăng trưởng mạnh với mức tăng đột phá 62%, ước đạt 635 triệu đô la Mỹ. Lũy kế, 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã chạm mốc 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 2 tháng đầu năm nay, ngoài thị trường Mỹ tăng mạnh tới 84%, với kim ngạch là 346 triệu đô la Mỹ, thì các thị trường có FTA thế hệ mới với Việt Nam đều tăng cao. Trong đó, thị trường kết nối CPTPP gồm Canada tăng 55%, Úc tăng 64%, khối EVFTA như Đức tăng mạnh 140%. Thưa quý vị, Trung Quốc hiện vẫn đứng thứ nhất về thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Nhưng mà từ đầu năm cho đến nay, xuất khẩu rau quả sang thị trường này giảm mạnh 25,8%. Cụ thể, hai tháng qua thì rau quả xuất sang Trung Quốc chỉ đạt 261,2 triệu đô la Mỹ, giảm 25,8% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu do sụt giảm xuất khẩu thanh long, dưa hấu, những mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao sang thị trường này. Sự giảm tốc mạnh trong kim ngạch xuất khẩu nông sản nói chung, trong đó có rau quả sang Trung Quốc là nguyên nhân kéo xuất khẩu toàn ngành trong 2 tháng qua sụt giảm so với cùng kỳ. Thưa quý vị, theo thông tin từ các lực lượng chức năng tại ba cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn là Chima, Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế hữu nghị hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, thì năng lực thông quan là tương đối hạn chế và rất là chậm. Lưu lượng xe hàng xuất khẩu và xe hàng nhập khẩu là không đồng đều. Cụ thể, tại cửa khẩu Phụ Tân Thanh, ngày 14 tháng 3, xuất khẩu được 25 xe hàng, trong đó có 23 xe hoa quả, nhập khẩu 38 xe hàng. Số phương tiện còn tồn là trên 800 xe. Tại cửa khẩu Sông Phương, Chima, ngày 14 tháng 3, không có xe xuất nhập khẩu số phương tiện còn tồn là 12 xe, chủ yếu là ván bốc và mặt hàng khác. Nguyên nhân cửa khẩu sông Phương Chi Ma không có xe xuất nhập khẩu là do phía Trung Quốc phát hiện ca dương tính COVID-19, khả năng sẽ dừng đến ngày 17 tháng 3 hoặc 18 tháng 3. Đặc biệt, do diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3, cửa khẩu quốc tế hữu nghị chỉ xuất khẩu được 17 xe hàng. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn trên địa bàn ngày 14 tháng 3 là trên 1.450 xe. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến cuối tháng 2 năm 2022, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt trên 2,93 triệu tỷ đồng, tăng 1% so với cuối tháng 1. Tính đến cuối tháng 2 năm 2022, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ước đạt trên 2,93 triệu tỷ đồng, tăng 1% so với cuối tháng 1 và tăng 3,54% so với cuối năm 2021. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, mức tăng trưởng trên là hợp lý khi các hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại hoạt động bình thường sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã phát huy tác dụng, mang tới những tín hiệu tích cực về phục hồi và tăng trưởng kinh tế xã hội dòng tín dụng đã được ưu tiên rót vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi. Mức tăng trưởng này cũng cho thấy kinh tế thành phố Hồ Chí Minh có sự phục hồi mạnh mẽ vì tăng gần gấp đôi so với mức bình quân chung của cả nước. Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam Retimes và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam đã tổ chức diễn đàn bất động sản mùa xuân lần thứ hai và lễ vinh danh thương hiệu bất động sản dẫn đầu năm 2021-2022. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Bối cảnh tình hình dịch bệnh còn phức tạp, khó lường, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn chứng minh được sức hấp dẫn, tốc độ phục hồi nhanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói chung. Tuy nhiên, dù thể hiện vai trò quan trọng trong nền kinh tế, nhưng thị trường bất động sản Việt Nam vẫn chưa thực sự phát huy hết tiềm năng và thế mạnh. Nhiều mảng thị trường chưa được khai thác và đầu tư có hiệu quả. Nhiều phân khúc thị trường còn gặp những rào cản vướng mắc lớn. Các diễn giả nhận định thị trường bất động sản năm 2022 có nhiều cơ hội, song không phải ai cũng nắm bắt được chỉ những doanh nghiệp nhà đầu tư chuyên nghiệp mới có thể đón nhận. Cũng trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra lễ vinh danh tôn vinh top 100 thương hiệu sản phẩm dịch vụ dẫn đầu thị trường bất động sản năm 2021-2022. Thưa quý vị, giá xăng dầu tăng cao nhưng mà giá hải sản lại thấp nên nhiều tàu thuyền của người dân Quảng Ngãi đã bị thua lỗ nặng. Nhiều chủ tàu đã phải chọn giải pháp cho phương tiện nằm bờ hoặc là cắt phiên biển để giảm bớt rủi ro. Phản ánh của phóng viên bản tin tại Quảng Ngãi. Những năm trước, mỗi phiên biển của tàu cá QNG 94419TS kéo dài từ 15 đến 20 ngày. Thời gian gần đây, nguồn lợi trên biển dần cạn kiệt. Một chuyến vương khơi phải kéo dài đến hơn một tháng. Giá dầu tăng khiến cho chi phí đánh bắt càng tăng. Ờ, dầu thì lên mà cá thì cá căng nhà nước không lên. Đó, cho nên là chẳng hạn như mà nói trước đây giá dầu hạ cỡ 13 12 ngàn một lít thì ví dụ như cái cá được 20, 21 thì ví dụ một cái cá là đổi có thể là được he lít dầu. Về một lít rưỡi dầu còn ba giường ngược lại thì một lít dầu đổi một cái rưỡi cá mới đủ. cho nên là đỡ bà con làm rất là vất vả rất là khó khăn. Tình hình biển hôm nay là có thì ít mà dầu thì tan thì bà con làm mà cũng, cũng cũng kiếm kiếm cơ cơm cũng hơi chua. Ông Nguyễn Sáu ở thị xã Đức Phổ, có một đôi tàu công suất hơn 1.500 mã lực, khai thác hải sản ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Mỗi chuyến vương khơi, đôi tàu của ông cần khoảng 14.000 lít dầu DO. Trước thì có thể mua trước trả tiền sau. Nay giá dầu tăng cao, chủ đại lý không bán nợ, nên ông phải chọn giải pháp, tàu này xuất bến thì tàu kia nằm bờ. Tôi là hai chiếc, mà trong hai chiếc là một chiếc đi biển, còn một chiếc nằm bờ là gì là về hôm đó là bom là người ta có đầu hai chiếc được cho nên là mình sản xuất lúc nào cũng được còn bây giờ là đi chỉ một chiếc thôi chỉ gom góp ở nhà mượn bà con rồi bỏ bom đi một chiếc thôi còn chiếc là đành chờ để cái dầu mà hỗ trợ nghị định 48 để tiếp tục vươn khơi để bám biển chứ bây giờ là hiện giờ là phải cầm bờ này giá xăng dầu tăng cao mỗi chuyến ra khơi giá trị hải sản khai thác được không đủ bù chi phí nhiên liệu do đó hàng loạt chủ tàu phải cho phương tiện nằm bờ hoặc là cắt giảm phiên biển để giảm bớt rủi ro thì hiện tại do cái điều kiện uh, giá cả thị trường leo thang, đặc biệt là uh, giá dầu uh, tăng cao, uh, dần đến một số chủ tàu là nằm bờ, còn một số chủ tàu lựa chọn giải pháp đó là khai thác cầm chừng, uh, giảm bớt bạn và giảm bớt cái thời gian đi biển để tránh uh, thất thu về kinh tế và ảnh hưởng đến cái uh, cuộc sống sinh hoạt hiện tại. Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 6.000 tàu cá và hàng ngàn ngư dân mưu sinh bằng nghề biển. Vương Khơi bám biển không chỉ để mưu sinh mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Bà con đang hàng ngày hàng giờ mong giá nhiên liệu giảm nhiệt để công việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió. Tiếp tục với những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, liên quan đến việc giá dầu mỏ thế giới liên tục tăng cao trong thời gian gần đây. Và hôm qua, Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ cố gắng giảm nhẹ các tác động của tình trạng này đối với nền kinh tế và đời sống của người dân. Tuy nhiên, thì mặt hàng này được dự báo có thể sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới do tác động từ cuộc khủng hoảng Nga và Ukraine. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, dù giá dầu đã giảm nhẹ trong ngày hôm qua, song có thể sẽ quay đầu tăng tiếp và hiện chính phủ đang phải theo dõi chặt mọi diễn biến có thể tác động tới giá của mặt hàng thiết yếu này, từ chiến sự tại Ukraine đến nguy cơ làm phát. Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc hàng loạt biện pháp, bao gồm hợp tác với các nhà sản xuất dầu mỏ thế giới hay là những lựa chọn trong nước. Dự báo cho thấy giá dầu sẽ tiếp tục tăng, nhưng mà chúng tôi đang cố gắng có những bước đi để bình ổn mặt hàng này. Trong phiên giao dịch vào hôm qua, giá dầu đã giảm hơn 5% nhờ những tín hiệu tích cực bước đầu từ vòng đàm phán mới nhất giữa Nga và Ukraine. Giá dầu Grand biển Bắc giảm 5,77 đô la Mỹ mỗi thùng xuống còn 106,9 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI cũng giảm 6,32 đô la Mỹ mỗi thùng xuống còn 103,01 đô la Mỹ một thùng, đều là mức thấp nhất trong gần 2 tuần qua. Giá nhiên liệu thế giới tăng cao đang tác động mạnh tới giá cả của nhiều mặt hàng. Buộc chính phủ nhiều nước trên thế giới đang phải nỗ lực đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của tình trạng lạm phát. Bộ Tài chính Israel vào hôm qua thông báo dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng thịt bò tươi, xúc xích và các sản phẩm thịt khác để hạ giá tiêu dùng. Hiện giá thịt tại Israel đã cao hơn 43% so với các nước thành viên trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Ngoài ra, Israel cũng sẽ cho phép miễn thuế với hơn 6.500 tấn dầu ô liu. Tại Canada, nhằm đối phó với tình trạng lạm phát, chính phủ nước này thông báo ý định nâng mức lương liên bang tối thiểu từ 15 đô la Canada một giờ lên 15,55 đô la Canada một giờ kể từ ngày 1 tháng 4. Mức thay đổi này sẽ được áp dụng đối với công nhân và thực tập sinh làm việc trong lĩnh vực tư nhân do liên bang quản lý. Ngoài ra, mức lương liên bang tối thiểu cũng sẽ được tự động điều chỉnh vào ngày 1 tháng 4 hàng năm, dựa trên mức tăng trung bình của chỉ số giá tiêu dùng CPI. Trong khi đó, Argentina quyết định tạm dừng xuất khẩu thịt và dầu làm từ đậu nành, vốn là các mặt hàng xuất khẩu chính của nước này, do giá đã tăng mạnh trên thị trường quốc tế. Quy định có hiệu lực từ ngày 14 tháng 3 cho đến khi có thông báo mới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.